Lăng Lối chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh em Lăng Lối miền Tây ha. Hôm nay thì em có một khúc hai khúc mắm, mấy khúc mắm cá lóc nha cô chú anh chị. Đây là gạo rau của em nha, thì cũng rau đơn giản thôi, bắp cải với leo ha, rồi cộng đậu gầm ha. Rồi đây là mỡ em cũng mới phi xong nè, đây là mấy củ hành tím nữa nè. Hôm nay thì em làm món mắm cá lóc chưng ha. Em thấy chia sẻ cách chưng mắm cá lóc kiểu mới, không biết có ngon gì không ha, thì em mời cả nhà cùng đón xem nha. Món cá lóc này thì em mới học thấy nó hướng dẫn cho mình làm món cá lóc chưng kiểu mới á. Em mới thấy nó chia sẻ cho mình món cá lóc chưng kiểu mới á, không mất thời gian á. Đây là mỡ của em mới thắng nè, em bỏ một tép tỏi vô cho nó thơm. Cái này mỡ nhiều thì em sẽ xớt ra bỏ vô chén một mớ, chừa ít lại thôi. Rồi mình sẽ bắt cái bếp lên ha. Đây là mắm cá lóc của em nha, em cắt khúc rồi ha. Rồi mình chiên ha. Thơm nha cả nhà. Chưng kiểu mới nha cả nhà, kiểu này á nó mất nhiều thời gian nha, mà nhân lực có ngon không ăn nó hướng dẫn cho mình làm á. Thơm quá. Rồi nhiều quá thì em chừa lại em đợi một chút nè, em cho nước của mắm vô nha. Hôm nay thì em mua có 1 ký mắm cá lóc lận á, thì em làm có 2 tô mà nhiều quá, em nên cho nó thích lại, em cho nước thêm vô nè cho nó ngập cho nó sôi lên ha. Mớ rau này thì em cũng đang đi cắt cả bắp cải, đang đi rửa nước muối nha, cũng mới chi leo nè. Em quên cho một mớ thịt xay vào nè cả nhà. Mắm thì có lẽ là mặn ha, em sẽ cho đường vào luôn nha. Đây nó sạch sạch nha cả nhà. Đây chén gồm có gừng, hành tím cùng với ớt ha, em sẽ cho vào luôn ha. Rất sạch sạch nha, anh em cũng vừa ăn rồi đó, cũng ngọt ngọt chấm rau thôi. Em mắm chân của em thì cũng đã chín nè, cho miếng hành thái nha. Rồi em sẽ cho một miếng tép mỡ vào nha. Rồi em đang nấu nước sôi, bỏ vài hộp muối vô nha. Rồi đây là bắp cải em đã ống sắt với nhãn nhựa ha. Mình sẽ lột bắp cải. Hôm nay thì Lăng Lối mua được một mớ sườn nha cả nhà. Đây là sườn già ha, em làm món sườn kho trứng nha. Rồi đây là nước mèo của em cũng mới thắng xong rồi cả nhà. Mình thắng nước mèo á để mình là ướp thịt ha. Rồi đây là nước mèo nha, em sẽ ướp sườn nha cô chú anh chị. Nước mèo em thắng ở nhà. Rồi mình sẽ cho tỏi vào ha. Đây là ướp để mình kho sườn thôi trứng nha. Đây là bột ngọt, bột nêm với đường với em nha. Đây mình ướp sườn nha cô chú chị. Ướp nào nó thấm thì mình bắt lên kho. Rồi cô chú chị, sườn thì em bắt lên kho nha.
Ê, em luộc ha, 4 chuyến hồi chiều nay thì em bận đi công việc á, không có ăn cơm chiều nên là em luộc 4 chuyến hột vịt nè. Đây anh caramel đó, luộc xong mà bỏ của chạy lấy ngồi luôn rồi. Đây nè, tại vì hột vịt đó mình luộc xong á, nó chưa mình luộc có chưa có tóc liền đâu cô. Mấy cô em đi đám á, chia sẻ với em á, mình luộc trứng á để khoảng 50 phút vô nước sôi mình ngâm á, nó dễ lột cho dù cái trứng cũ trứng mới thì cho nó thấm gia vị xong em sẽ cho nước vào nha. Chúng nó là trứng sườn sườn cũng đã sôi ha cả nhà, em vớt bọt lên ha. Rồi trứng thì em cũng đã lọc xong nha, cái nào cũng bị nhóc chân á, cái trứng thì đẹp thôi, còn không thì nó ngán, rồi bỏ miếng trứng vô ăn cho đỡ ngán. Em sẽ vớt mấy cái bọt này bỏ nè. Cô chú chị đang lúa có một mớ bạch tuộc ha, vườn ký thì mình đem ra xào sẽ tế miếng để mình ăn cơm nha. Đây là mực bạch tuộc, em xào củ hành, em dự định mấy củ hành tím này em xào lên. Rồi bạch tuộc em đã rửa xong rồi nha, xào sạch tế. Rồi đây là hũ sa tế của em nha, bỏ miếng sa tế nha. Rồi em sẽ nêm miếng một nêm vào nha, cho miếng đường này luôn. Đây là món mực xào sa tế, hành tím nè, có hành một ngọt em đã hộp nha, mình xào nha. Ừ, ngon quá nha con nhà. Bữa cơm của em lăn lối thì cũng đã xong rồi cô chú anh chị ơi, thì em mời cô chú anh chị cùng dùng bữa cơm trưa với em nha. Đây là món mực xào hành tím keo cùng với thịt sườn khoai trứng, rồi mời cả nhà cùng ăn cơm nha. Ơi mới làm xong, trời nóng nực quá cô chú anh chị ơi, giờ mình ăn cơm luôn. Chứ không có muỗng, không quên lấy muỗng này. Đấy, không muỗng. Không có trứng, không có trứng, không có muỗng để mình vẽ. Đây là mực, mực mini xào hành tím, hành tím mà xào sa tế luôn. Ngon cả nhà. Tím nè, hành tím nè. Ăn cuối hành tím vô này, này chấm này cũng được hết nè. Sườn nè, sườn kho tiêu kho ngày tại vì em bỏ trứng vô ăn cho đỡ ngán thôi, chứ mình coi trứng mình kho nước nhiều nhiều kiểu món độc lạ mà. Bắp cải luộc chiến cả nhà. Chiều nay lăn lúa đi ăn hàng nên là làm món ít ít. Đi ăn hàng ngày bữa nay mới có hàng ăn. Bữa nay ăn đi cúng để xem ông ta có ông bà. Ngon. Ngon à. Mình đi cúng vậy mình coi coi có chỗ nào có cơm đồ ăn ngon ngon á mình vô mình review á. Mà mình bữa nay thì em đi sớm xin để xin người ta một ngày cả nhà ơi, đi cúng trái cây thôi, không có thời gian đi ăn trứng nữa. Thịt sườn nè, mời các bạn chạy nha, sườn bây giờ dài gan yếu rồi. Ngày này không nổi rồi. Sườn ăn sực sực nè. Cái sườn kho này anh chỉ ăn thích ăn trứng thôi nha, không thích ăn sườn. Hồi xưa cũng thích lắm, giờ ăn dài cả rồi, yếu rồi. Dài cả không có nhai nổi sườn.
trứng cho mình ngay, xong mà mình nhai đầu trứng vào ngày sau đó mình lau cái hàm đó. Dài cả. Giòn. Ngon sực sực. Chấm đi. Bực này nãy cũng thấy bự bự quá, giờ sao nó teo dữ vậy? Trời ơi, teo dữ vậy chị. Mua 1 ký nè, để mình nấu mì ăn cho chú anh chị. Tại vì là mình thấy khuya nấu mì nhăn cho đỡ nóng. Giờ kiểu mà mình ăn mực, mình kẹp vô cái rau này nè. Tại vì mực nó bự quá, gấp teo dính luôn nè. Mực bự quá, gấp dính luôn. Có bữa khác ăn nó ăn rửa sao phải bị đâm rửa thì mình gãy gấp rau củ luôn, rau củ quả. Bữa cơm của em thì cũng là bữa nay cũng đơn giản rồi cô chú chị. Rồi cô chú chị có xem thì ủng hộ cho em ăn lúa, xin một lượt like, một đăng ký kênh nha. Em ăn lúa, cảm ơn tất cả cô chú anh chị gần xa đã luôn ủng hộ cho kênh em nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ nha và nhiều sức khỏe. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà mình các clip tiếp theo nữa nha. Bye bye.